có thể để ở đây hoặc lên tận đây là tùy tùy cái trình của ta. Đây là để thí nghiệm, thì mình chỉ làm hẹp thế này thôi cho nó dễ. Ta phải để dài thế này để khi nó lỏng ra thì ta còn siết lại được. Như vậy là cái viên chì chưa tới đáy, chưa tới đáy, vẫn còn một khoảng khoảng cách. Đấy. Mà cái phao thì vẫn nằm nghiêng.
vậy ta phải thêm chì vào. Thêm một viên chì vào đây. Viên chì đã đủ nặng, đủ nặng rồi thì cái phao lại bị thấp quá đấy, nó lại bị thấp quá. Bây giờ ta lại phải kéo cái hạt này lên một chút. Là cái phao rất là ngay ngắn vừa vặn. Thế là cách chỉnh căn một cái phao. Chào các bạn, để thiết lập một cái đường dây câu lục căn bản và đơn giản nhất là để câu đầu cần. Tôi làm một cái nhỏ, cái gì cũng cố nhỏ nhất. Cái này cũng là cái phao nhỏ nhất để câu ở đầu cần rồi. Đấy. Nó vẫn còn dài, vẫn còn to so với một thí nghiệm nhỏ nhỏ. Đấy. Phao này. Lưỡi câu này, đấy, lưỡi câu thông thường, câu lục đấy. Đây là cái bé nhất này đấy, lưỡi câu lục thì nó khác là nó không có ngạnh và rất sắc. Tôi cũng làm cái linh bé xíu ngắn này thôi để cho dễ thí nghiệm, dễ trông. Trước hết thì trên cái sợi dây trục này đấy. Dây trục này thì nó hơi khó nhìn vì nó lại trong veo đấy. Đấy. Ở trên sàn này cho nó dễ trông. Việc đầu tiên là ta phải đưa vào hạt chặn. Một cái câu lục thì
thì chắc chắn ở phía trên ta phải làm hai hạt chặn. Mà cái hạt chặn cho câu lục thì nó dài, nó mảnh thế này, nó dễ đi qua cái khoen cần, nó ít bị vấp. Tuốt lên trên hai cái, còn hạt thứ ba là để chặn ở phía bên dưới, nhằm khi mà nó đứt thì ta không mất phao. Nên nó không sát cái lưỡi câu quá. Đấy. Ta đặt ba cái này. Nếu cái này mà nó không có chân phao, nó không có cái khoen, không có cái khóa này thì ta còn phải luồn cái khóa vào trước nữa cơ. Nên dùng thế này là được rồi. Tiếp theo là buộc cái này vào. Tí nước vào chắc. Vào nhà hàng người ta làm, người ta sẽ làm cẩn thận lắm, những cái này là lót đệm hết cả, làm lấy được hết mà. Đấy.
thế này là ta đủ cho một cái dây câu rồi. Bây giờ chỉ còn phải cái cách chỉnh phao nữa thôi. Bây giờ ta thả nó vào lọ nước này. Cái lưỡi câu để xuống đáy rồi. Thế nhưng mà nó trong tình trạng như thế này. Đấy. Cái phao nó nghiêng. Bây giờ ta chỉnh cái này xuống. Cái hạt chặn này kéo xuống phía dưới. Đấy. Để chỉ kéo một hạt xuống thôi. Đấy. Thấy chưa? Cái hạt chặn nằm ở đây. Nó đã giữ cái phao như thế này rồi. Thế nhưng ta cần phải chỉnh nữa để cho làm sao cái phao nó xuống thế này. Đấy. Người ta lại lấy nó lên. Đấy. Lại đưa cái hạt chặn này xuống một chút nữa. Cái phao đứng tốt rồi. Nhiều khi ví dụ các ông già câu ngay như thế này ấy, nó dễ nhìn. Tôi nhiều khi cũng để như thế này, mọi khi mất tinh. Thế nhưng mà đúng chuẩn các bạn phải chỉnh lại nữa. Ở đây là phải chỉnh hết cỡ vì nó bé quá. Đấy. Thêm tí nước vào. Bạn thấy chưa? Đập luôn. Bây giờ tôi lấy một cái phao bé nữa, bé tí tẹo, để thay vào xem nó thế nào để chỉnh cho nó chính xác hơn nữa. Đấy, dùng cái phao nhỏ như thế này, nó ngắn hơn một chút. Ta lại chỉnh cái hạt chặn xuống này. Đấy, bây giờ nó nhô lên một chút xíu này. Để cho thật nhạy thì bạn còn phải cho thấp nữa. Thấp nữa xuống. Chưa? Nó chỉ nhô lên một chút xíu thế này, tất cả nó chỉ độ không được 1 cm đâu, nó chỉ độ 6-7 mm thôi trên mặt nước.
nhìn thẳng từ trên xuống nó như thế này. Mà nên nhớ là khi chạm cá nhé, bạn phải giật thẳng đứng, cái đây đầu cần giật thẳng đứng. Cái phao có thể rất nhỏ, nó không gánh cái lưỡi câu như khi ném xa đâu, mà phải giật thẳng lên. Đấy.